Kính thưa quý vị, tin từ Paris, Pháp Quốc, nhà thiết kế thời trang người Bỉ Edouard Vermeulen đã mang đến Paris một bộ sưu tập tinh tế, sang trọng về thời trang hoàng gia. Các thành viên của gia đình hoàng gia Bỉ đã tập trung tại Đại sứ quán Pháp để tham gia những hoạt động được tổ chức bên lề tuần lễ thời trang Paris. Một chút bột màu hồng điểm lên trên chiếc áo, tạo nét thanh lịch và đẳng cấp. Một đặc trưng riêng của nhà thiết kế Vermeulen trên thị trường quốc tế và là sự lựa chọn của công nương Maxima của Hòa Lan trong ngày cưới trọng đại của cuộc đời. Vermeulen đã làm việc nhiều năm tại Argentina và hiện ông tạo điều kiện tốt cho phép nhiều người hơn khám phá những nét riêng của hãng Nathan của ông. Thương hiệu đánh dấu năm thứ 30 tham gia ngành công nghiệp thời trang. Bộ sưu tập công bố vào hôm thứ Hai được phù hợp cho người đứng đầu vương miện của châu Âu, trong đó có một sự lựa chọn tinh tế của áo lụa và váy kết hợp với áo cánh. Sự kiện này diễn ra bên lề của Paris Haute Couture, tuần lễ thời trang có quy định nghiêm ngặt rằng chỉ có một số ít các nhà thiết kế có thể trình diễn các thiết kế riêng của mình, trong đó có Chanel, Dior và Stefan Roland.